Hưng Duẩn Auto xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Và đã rất lâu rồi thì chưa có một clip video báo giá nào toàn thể những chiếc xe tải cũ đẹp đang có mặt tại salon nhà em. Thì hôm nay mùng 1 đầu tháng, chúc các bác một tháng mới thuận buồm xuôi gió nhá, buôn may bán đắt và chăm xem video nhà em hơn nhá. Và hôm nay em sẽ báo giá cho các bác những sản phẩm xe tải cũ chất lượng mà hiện tại đang có mặt tại salon nhà em nhá, đều xe đẹp thôi và cam kết cho các bác là không có lỗi lầm gì hết. Đây, rất nhiều sản phẩm đang chờ đợi các bác nhá. Và bác nào mà có thiện chí thì có thể alo trực tiếp số điện thoại bên em trên màn hình nhá, sẽ tư vấn cho các bác cận kẽ và chi tiết nhất, giúp các bác chọn lựa được những sản phẩm xe tải cũ chất lượng đẹp, phù hợp với giá tiền, phù hợp với công việc của mình nhá. Và cho bác nào chưa biết thì địa chỉ nhà em tại Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên. Bác nào có thiện chí thì có thể alo em, em sẽ chỉ đường trực tiếp cho các bác để xuống salon xem xe nhá. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào báo giá từng chiếc xe một cho các bác. Đầu tiên, trước mắt các bác có thể thấy là một em HD500 nhá. Em này thì có tải trọng là 4 tấn 995 và vẫn có thể vào phố những nơi mà cấm 5 tấn. Em này chiều dài thùng là 4m4 nhá. Tải trọng là 4 tấn 995. Xe rất là đẹp này, đời 2017, biển Bắc Linh và chưa rút hồ sơ nhá. Bác nào mà thích để biển Bắc Linh chạy thì cứ để biển thôi, không cần nhu cầu sang tên đổi chủ thì cứ để chạy thôi. Em này thì sẽ báo giá luôn cho các bác và là đang có giá là 560 triệu nhá. Và tất nhiên giá thì vẫn còn lộc lá cho các bác. Nếu bác nào thiện chí cứ xuống xem xe thôi. Nội thất rất là đẹp và mới nhá. Em này đời 2017. Xe một chỗ chạy rất là dữ nhá. Thùng công ty nguyên bản luôn. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Bác nào mà đang nhu cầu tìm dòng 5 tấn này thì thể alo cho em nhá. Này rất là đẹp đấy. Nội H500 này rất là nhiều bác học việc. Nó nhỡ cỡ là dễ dàng sử dụng. Tiếp theo sang đây thì là một dòng sản phẩm của Thaco Olin nhá. Em này là Thaco Olin 500B. Đời 2016. Có tải trọng là 5 tấn nhá. Em này cũng có chiều dài thùng là 4m2. Em này đời 2016. Chưa có kính điện. 2017 mới có kính điện các bác nhá. Em này thì đang có giá là 270 triệu. Và giá có thương lượng và độc lá cho các bác nhá. Loại 500B này thì dành cho những các bác nào mà đang khởi nghiệp. Giá thành nó rẻ, tải trọng có nên các bác đầu tư rất là ít mà có thể phục vụ công việc của mình rất là tốt nhá. Đấy, các bác thấy nội thất này khá là đẹp, vuông vắn, không sập sạch gì hết, rất chắc chắn nhá. Đấy, em này đầy đủ đồ hết nhá, lót sàn, điều hòa có, khám dài, khám đến tháng 5 này 2022 cơ. Đấy, nên là mua về các bạn chỉ được lăn bánh sử dụng thôi. Olin xe tàu này thì các bác khá là ưa chuộng chở những hàng gỗ, chạy những đường đồi núi. Dòng Olin này rất là khỏe nhá, mà giá thành nó rẻ nên là mình chạy không sợ hao xe, không sót. Tiếp theo thì là một sang một dòng sản phẩm của Isuzu. Em này thì đời 2017 và có tải trọng là 2 tấn 2. Chiều dài thùng là, em này có chiều dài thùng là 3m7 thì phải nhá. Em này có chiều dài thùng là, nhớ không nhầm thì em này là 3m7 hay là 4m4 nhỉ. Hai khoang. Tính chính lại với các bác, em này là chiều dài thùng là 4m4 nhá. Chính xác là 4m4 đấy. Em này chiều dài thùng là 4m4, tải trọng là 2 tấn 2. Loại Isuzu đời 2017 này thì các bác hay gọi là QKR ấy.
Isuzu rất đẹp này. Lốp với cả dàn nhá, tán dài. Điều hòa lót sàn đầy đủ hết, sàn inox. Em này thì đang có giá tại salon là 410 triệu. Em này thì đang được ưu đãi nhá. Giảm giá cho các bác để các bác sử dụng cho phù hợp với công việc. Em này nếu bác nào thiện chí thì có thể alo cho em, sẽ nhận được giá tốt nhất nhá. Rất đẹp luôn. Cam kết xe không đâm va gì hết. Zin đét toàn phần nhá. Đấy, đây các bác nhìn nội thất đây, rất là đẹp luôn. Và Isuzu này các bác nào mà biết chạy sướng hơn cả Hyundai nhá. Và chạy quen ấy. Chất lượng nó rất là tốt, nó không như những dòng xe tàu. Giá cả vẫn còn thương lượng, nếu bác nào thiện chí thì có thể alo cho em nhá. Em này rất là đẹp luôn, khẳng định với các bác. Cam kết không lỗi, lốp mới cả dàn, cám dài. Điều hòa lót sàn đầy đủ hết. Và địa chỉ nhé em tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên. Nếu bác nào có thiện chí thì có thể xuống trực tiếp xem xe, hoặc alo cho em sẽ trực tiếp chỉ đường cho các bác nhá. Tiếp theo cạnh bên đây thì là một hàng siêu lướt của Thago Lin 350 lưu máy điện. Em này thì đời 2019 đăng ký năm 2020 nhá. Xe chạy chuẩn 3 vạn xịn. Đấy, bác nào mà thiện chí thì xuống là múc thôi. Cái này thì đang có giá là 325 triệu. 19-20 thì nó mới chạy được hơn 1 năm tí rồi các bác nhá. Mở cửa xe ra, mở cabin ra thì vẫn còn nguyên của mùi xe mới này. Từ nhà máy ra này. Chạy rất là mới nhá. Còn đẹp, xe nói chung là không phải bàn chất lượng. Xe nhà em thì mọi sản phẩm là cam kết cho bác là không lỗi nhá. Từ tục hồ sơ giấy tờ nhanh gọn. Và giá cả thì tất nhiên là vẫn còn thương lượng với từng sản phẩm. Nên chỉ cần các bác thiện chí thôi, nhà em lúc nào cũng thiện chí bán hết. Em này nói rất là đẹp rồi, không có gì để bàn cãi cả. Pin hết luôn, Thago Lin tải 3 tấn 49 nhá. Chiều dài thùng là 4m4. Đấy, bác nào mà cân đối công việc phù hợp với em này chạy thì quá ok luôn. Xe lướt thì như xe mới thôi. Và nếu bác nào mà đang tìm kiếm xe mới thì theo em là nên nghiên cứu những dòng sản phẩm chạy lướt 1-2 vạn như này. Thì bởi vì thật sự với các bác thì nó cũng chả khác gì xe mới cả. Thì xe rất là cực kỳ chất lượng luôn. Xe quá đẹp và rẻ hơn xe mới được hơn 100 triệu. Cả tội gì mình đi lấy xe mới các bác nha. Cứ cân đối. Theo lời khuyên của em là lấy những dòng lướt như này là hợp lý hơn. Và là thiện chí thì có thể alo cho em, số điện thoại bên em trên màn hình nha. 325 triệu một em Thago Lin 350 lưu đời 19 đăng ký 20. Xe siêu đẹp, siêu lướt, chạy 3 vạn xịn các bác nha. Bác nào thiện chí thì alo em. Tiếp theo sang đây thì là một loạt những sản phẩm Thago Hyundai cho các bác. Đầu tiên trước mắt các bác là một em HD 800 đời 2017. Rất là đẹp các bác nha. Loại này thì thùng inox miền Nam, chiều dài thùng là 5m thôi. Và thường thì miền Bắc chiều dài thùng 5m sẽ đóng thùng inox 2 khoang. Nhưng em này thùng đóng trong miền Nam này đóng 3 khoang, chia ra, chia nhỏ ra, nhìn rất là bắt mắt nha, nhìn như những loại thùng dài luôn. Em này HD 800 này, đời 2017 này, đang có giá là 780 triệu này. Xe rất đẹp nha, zin hết, cam kết không đâm va gì cho các bác luôn. Đó là có thiện chí để alo cho em. Vâng, các bác có thể thấy được em này rất là đẹp, đầy đủ đồ nhá. Dòng MIT H800 này thì thuộc lắp ráp của Vim. Em này thì có tải trọng là 7.9 tấn nhá. Chiều dài thùng là 5m. Và đang có giá là 780 triệu. Xe rất là đẹp thôi. Thùng inox cả cái nhá. Thùng inox 3 khoang cả cái này.
cabin máy móc gì hết. Loại này không phải bàn về chất lượng rồi. Pin đai đời cao được em nào cũng thế thôi. Phần này. Nội thất này. Rất là đẹp đấy. Các bác làm mà cân đối công việc mà hợp với em này thì quá ok rồi. Loại Hyundai này chạy sướng nhất rồi. Hàng đỉnh cao luôn nhá. Không phải bàn về chất xe riêng với em này. Giá cả có thương lượng cho các bác nhá. Bác nào thiện chí thì có thể alo cho em trực tiếp. Tiếp theo thì sang một dòng sản phẩm thùng dài của Hyundai HD120SL. Em này thì có đời 17 và đăng ký 18. Xe rất là đẹp. Tải trọng là 8 tấn, chiều dài thùng là 6m3 nhá. Đấy, bác nào mà hợp việc thùng dài, không thích chạy những dòng xe tàu như là Taco Olin 7.B hoặc là 720 lưu máy điện thì có thể tham khảo đến em này 120SL. Siêu giới hạn máy cơ và không sản xuất nữa nhá. Bây giờ người ta chỉ sản xuất máy điện thôi. Những dòng máy cơ như này thì các bác tìm cực kỳ hiếm. Tìm một em đời chót 17 đến 98 như này thì càng hiếm hơn. Cam kết xe không đâm va, cabin zin, máy zin. Em này thì đang có giá là 810 triệu nhá. Và có thương lượng ưu đãi cho các bác riêng em này. Bác là một thiện chí, alo cho em. Số điện thoại bên em trên màn hình nhá. Sẽ tư vấn cho cận kẽ và chi tiết nhất phù hợp với công việc các bác. Em này rất là đẹp luôn đó. Đó là thiện chí thì alo cho em. Địa chỉ như em tại Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên nhá. Đất này các bác có thể nhìn thấy đẹp mới từ phần sắt đi cửa này. Trời Hưng Yên đang hơi nắng một chút nên là có thể lúc hơi ngược sáng tí các bác nhá. Đây trong nội thất là đầu tư rồi này, bọc trần bọc ghế nha, rất đẹp rồi. Về là các bác chỉ phải lăn bánh thôi, điều hòa mát lạnh, sàn xiếc đã lót. Về không phải làm thêm cái gì cả, chỉ việc chạy thôi. Bác nào thiện chí thì có thể alo liên lạc với em, sẽ giảm giá cực mạnh em này nhá cho các bác nhá. 17 đăng ký 18 đang giá là 810 triệu và có thương lượng cho các bác này. Và thiện chí thì có thể alo cho em. Tiếp theo bên đây là một em HD700 đồng vàng. Em này thì đời 2017 và đăng ký 18 nhá. Tại đồng vàng này thì các bác khá quen thuộc cái salon nhà em rồi, không phải bàn cãi gì về chất xe là một, về thùng bệ là hai. Những loại này thì nha em về đều đóng thùng inox Hưng Yên mới đét thôi, chưa chạy chuyến hàng nào cả, lốp mới cả dàn. Ý em bảo là thùng mới chưa chạy chuyến hàng nào nhá, không các bác lại hiểu lầm là xe chưa chạy chuyến hàng nào. Lốp mới cả dàn này. Cái này biển Bắc Linh này, chưa rút hồ sơ. Bác nào thiện chí thì alo em. Em này đang có giá là 735 triệu và khẳng định với các bác thì không phải bàn về xe và tiền nào của đấy nhá. Em mua về đầu tư rất là nhiều, nguyên cái thùng inox này nó đã rơi vào gần 60 triệu rồi. Sắt lên nên là đóng rất là đắt. Các nguyên liệu vật phí lên. Lốp mới cả dàn và dàn lốp này thì đã rơi vào 15 17 triệu rồi các bác nhá. Điều hòa mát. Xe không phải bàn về chất lượng. Đấy, nên là nó có thể đắt hơn giá thị trường vào khoảng 10 đến 20 triệu. Thì cái mình không tính toán gì nhá. Xe đẹp rồi thì mình về mình chỉ việc chạy thôi. Mà mua một con xe rẻ hơn được độ 10 20 triệu thì về mình đắp tiền vào để nó đẹp được như này thì cũng rất là khó. Thì các bác không phải là thợ thì có đắp vào nó cũng không đẹp nhá. Đấy, em này thì không phải bàn về chất lượng rồi. Hồ sơ giấy tờ nhanh gọn, em này Bắc Linh thì rút chỉ có trong 2 ngày thôi. Bắt đầu thiện chí là vào việc luôn. 735 triệu có thương lượng cho các bác nhá. Hàng đồng vàng này thì hàng đỉnh cao nhất trong những loại Hyundai xe tải rồi. Máy đồng vàng nó khác với máy đô thành và Taco. Một hàng chất lượng luôn. Trần này. Nó ra bên trong này. Bác nào thiện chí thì có thể alo cho em này nhá. Thùng inox Hưng Yên đóng thì cũng có tên tuổi rồi, cực kỳ chắc chắn và đẹp.
Đấy, bác nào thiện chí thì alo cho em nhá. Được, tiếp theo sang đây sẽ quay cho các bác, đó là một em HD500 thùng kín. Em này được 27, thùng là 4m4, tải trọng là 5 tấn, và em này đang có giá là 550 triệu, biển 20 Thái Nguyên nhá. Bác nào Thái Nguyên thì nhanh tay alo em. Em này thì đang có ưu đãi mạnh cho các bác nhá. Bác nào thiện chí thì alo em. Nhà em lại từ hồi Yên Mỹ Hưng Yên nhá. Xe 27 Hyundai thì không phải bàn về chất lượng xe đâu các bác nhá. Lốp đẹp, cắn dài, thùng bệ chắc chắn, về lăn bánh thôi. Đấy. Tiếp theo sẽ quay các bác lốp sản phẩm Thaco Đô Thành Hyundai này nhá, thì sẽ sang cũng dòng một vài sản phẩm xe tàu, xe Olin cho các bác. Em này là HD99 này, thùng nhôm. Đấy, em này thì thùng miền Nam mới đóng được những cái bẩn nhôm đẹp như kia thôi. Xe rất là đẹp luôn. Cam kết nguyên zin 100%, em này đời 17 đăng ký 18 nhá. Và đang có giá là 645 triệu. Đã rút hồ sơ. Có nào có tiện chí thì có thể alo cho em. Đây thì không phải bàn về chất lượng nhá. Zin đét hết. 645 triệu có thương lượng, và bác nào thiện chí thì có thể xuống trực tiếp xem xe tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên, hoặc có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em trên màn hình nhá. Về chất lượng xe thì không phải bàn các bác. Thùng nhôm rất là đẹp này. Cái bằng nhôm này cực kỳ chắc chắn này. Các bác chạy hàng thì cực kỳ yên tâm, không phải gia cố thùng bệ gì cả. Đây là trong phần nội thất này. Nội thất rất là đẹp này. Vẫn còn nguyên bản hết nha. Phần tắp lô, tắp đi cửa này. Rất là mới. Cái dòng sản phẩm như này thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Mà có thể là sử dụng 125 thì có khi bán đi là vẫn hòa gốc nha. Vì dòng máy cơ này đang rất là sốt trên thị trường, và là không sản xuất nữa thì càng ngày nó càng có giá thôi. Em đời chót như này thì không sợ mất về chất lượng sản phẩm nhá. Bao giờ thiện chí thì có thể alo cho em để tham khảo em ý nhá. Em 70 lưu này thì em đã có khách cọc rồi, bán rồi nhá, nên là em không quay vào giá cho các bác. Tiếp theo thì sang đây là một dòng sản phẩm Thaco Lin 800A. Em này có tải trọng là 8 tấn, đời 215 và đang có giá là 410 triệu. Xe rất đẹp nhá. Nguyên zin hết, khám dài, lốp đẹp, thùng bệ chắc chắn. Em này đang có giá là 410 triệu có thương lượng cho các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy em biểu thị ý này không? Em này là thật ra với các bác, em này nhà em vừa về nhá, chưa lên sóng cho các bác này. Em này là Thaco Lin 950A, đã 26 và đang có giá là 460 triệu. Mà nào thiện chí thì 470 triệu nhá, xin lỗi các bác, 470 triệu mà. Bác nào thiện chí thì alo em. Đấy, bác nào thiện chí thì để alo cho em để tham khảo dòng 950A này nhá. Tiếp theo sang đây thì em sẽ quay các bác một vài sản phẩm nữa là hiện tại ở bãi là hết rồi. Đây là một dòng Thaco Lin 700B, đời 2015, tải trọng là 7 tấn và chiều dài thùng là 6m2. Em này thì thấy ở đầu video nhắc rồi, nó là loại thùng dài như của Thaco Lin, giống những loại 120SL cái kìa. Em này thì đang có giá là 375 triệu, và giá có thương lượng nha. Xe rất là đẹp, lốp chất, máy zin, biển Hà Nội này, xe không đâm va tai nạn gì nhá. Đấy, giá có thương lượng cho anh em nào thuận chí thì alo em tham khảo em này nhá. Và tiếp theo thì đây là sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu cho các bác, đó là một dòng Pau. Em này thì nhé rất là ít về thôi, và sản phẩm nào thật sự chất lượng và đẹp thì nhé em mới về. Em này thì là 27 và chiều dài thùng cũng là 6m2 nhá, 6m3 gì đấy. Xe
xe rất là đẹp luôn. Cam kết không lỗi, cabin zin, máy zin với em này đang có giá là 400 nhá. Cái này chạy thì khá là khỏe, chạy đường dài rất là tốt. Sự trí thì alo em tham khảo dòng này nhá. Địa chỉ nha em tại Tờ Hồ Yên Miên Miên. Đấy, bắt đầu thiện chí thì đã alo, giá cả có thương lượng cho em này các bác nhá. Loại phao này thì rất là các bác ưa chuộng chạy những loại hàng rau cỏ, chạy lứa, chạy sắt thép, cần chiều dài nhá. Biển 90 này, tải trọng là 7 tấn. Cái này rất là đẹp này. Đợi ngày bác nào có duyên dắt em nó về sử dụng thôi. Và vừa rồi thì em đã báo giá cho các bác hết những dòng sản phẩm xe cũ tại salon Giản Auto. Và tất cả những chiếc xe ở đây thì đều cam kết cho các bác là không đâm va tai nạn ngập nước gì hết nhá. Và giá cả thì vẫn còn thương lượng và độc lá cho các bác tại salon. Nếu bác nào thiện chí thì có thể xuống trực tiếp salon xem xe, tham khảo trực tiếp về giá cả, chất lượng, có thể xuống đây bàn bạc với em. Rất nhiều sản phẩm đẹp đang chờ đợi các bác, từ những dòng Taco, Olin đến những dòng Hyundai đời cao, xe đẹp, máy chất 3,5 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 9 tấn nhá. Rất nhiều sản phẩm đang chờ đợi các bác. Và nếu các bác thiện chí thì có thể alo cho em ngay số điện thoại bên em trên màn hình để em trực tiếp gọi điện cho các bác nhá. Bạn nào mà thấy hay thì có thể nhấn vào nút like và nhấn vào đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho kênh Hương Giản Ô Tô và theo dõi những sản phẩm chất lượng xe tải cũ mới nhất các bác nhá. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian các bác nữa và cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hương Giản Ô Tô nhá. Xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bác có một tháng mới đầy vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.